Video hôm nay sẽ phân tích cổ phiếu BCR Bamboo Capital, một công ty non trẻ nhưng có nội lực bứt phá mạnh mẽ. Về phân tích cơ bản, lợi nhuận sau thuế quý 1 gấp 18 lần so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế quý 2 gấp gần 16 lần so với cùng kỳ. Đây là những con số thực sự rất ấn tượng, chứng tỏ được tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của BCR trong giai đoạn vừa qua. Cùng với đó là doanh thu quý 1 tăng trưởng 65%, doanh thu quý 2 tăng trưởng 56%, ROE đạt 9,21%, ROE khá thấp nhưng kỳ vọng vào năm 2021 này ROE sẽ được cải thiện mạnh mẽ. Bamboo Capital với 3 mảng chính. Đầu tiên, bất động sản sẽ là động lực tăng trưởng trong năm 2021, năm 2023. BCR đã triển khai dự án Casa Marina và đây là dự án đầu tiên của BCR. Nó củng cố uy tín và tạo tiền đề để Bamboo Capital phát triển những dự án trong tương lai như Malibu King Crown Village, Casa Marina Premium. Ở dự án Malibu Hội An, Bamboo Capital ước tính sẽ bàn giao 60% tổng số căn villa và 90% condotel nghỉ dưỡng trong quý 3 này và quý 4 tới. Đồng thời, Bamboo Capital cũng sẽ bàn giao nó 12 căn villa còn lại tại King Crown Village. Các dự án đang triển khai sẽ là động lực giúp cho Bamboo Capital tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận trong giai đoạn 2021 và 2023. Về mảng năng lượng tái tạo, Bamboo Capital đã xác định năng lượng tái tạo là cốt lõi, trọng tâm trong dài hạn. Năm 2021, Bamboo Capital ước tính lại 75 tỷ và nó sẽ nhảy vọt lên 750 tỷ trong năm 2023. Một vài dự án điện mặt trời của Bamboo Capital đã đưa vào vận hành và hưởng được cơ chế giá ưu đãi như là BCR CME Long An 1, Long An 2, Vinico Vĩnh Long và các dự án đang triển khai khác như là Phù Mỹ, Điện gió Trà Vinh, Điện gió Cà Mau và Điện gió Sóc Trăng. Và trong tương lai, Bamboo Capital sẽ phát triển nhiều hơn nữa các dự án năng lượng tái tạo khi mà Quy hoạch Điện 8 đang ưu tiên các nguồn năng lượng tái tạo, giúp cho nền kinh tế phát triển một cách bền vững hơn. Ngoài ra, Bamboo Capital còn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng giao thông. Nó tập trung tại đơn vị thành viên Chakodi. Chakodi là một công ty con của Bamboo Capital Group. Nó đứng ra triển khai xây dựng các dự án năng lượng tái tạo và bất động sản của Bamboo Capital. Gần đây thì TCD hợp tác với tập đoàn Đèo Cả để triển khai một số tuyến cao tốc Bắc Nam, cao tốc Cần Thơ Cà Mau và các dự án hạ tầng giao thông khác. TCD vừa ước tính được chỉ trong 3 quý, nó đã hoàn thành kế hoạch năm của doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Và hợp đồng mà TCD đã ký trong 3 năm trị giá khoảng 26.000 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn doanh thu cũng như là lợi nhuận giúp củng cố tiềm năng tăng trưởng của công ty mẹ Bamboo Capital trong giai đoạn 2021-2023. Do đó, rủi ro giảm giá của BCR rất thấp và tiềm năng tăng giá của BCR rất cao. Do đó, tôi khuyến nghị anh em mua vào cổ phiếu BCR này với mục tiêu ngắn hạn sắp tới sẽ là tăng 20% trong 2 tháng.